Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây là những thông tin mới nhất về tình hình trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Rạng sáng ngày 30 tháng 5, liên quan tới vụ việc một cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường mầm non Hồng Nhung ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, dẫn tới tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự để điều tra làm rõ sự việc đau lòng này. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh TDA, sinh năm 2004, ở xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về việc cháu TGH, sinh ngày 20 tháng 9 năm 2019, là học sinh lớp mầm non 4, trường mầm non Hồng Nhung ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, dẫn đến tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Bước đầu xác định, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, ông NVL, sinh năm 1965, ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, ông L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TDA là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, dẫn đến tử vong. Cũng liên quan tới vụ việc đau lòng này, tối ngày 29 tháng 5, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Bắt cô giáo trong vụ cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình. Trưa ngày 30 tháng 5, trả lời chương trình Chuyển động 24 giờ, Thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, các biện pháp điều tra trong vụ án cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón vẫn đang tiếp tục, trong đó có khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm tử thi xác định, cháu bé ở trên xe ô tô trong khoảng thời gian dài, trong dạ dày không có thức ăn và ở trong không gian hẹp, nóng, dẫn tới tử vong. Ngay trong đêm 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án để điều tra. Thông tin thêm, Thiếu tá Phan Minh Hoàng cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo QA, giáo viên đón học sinh từ nhà tới trường. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin liên quan vụ việc một cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường mầm non Hồng Nhung ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, dẫn tới tử vong. Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh TDA, sinh năm 2004, ở xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về việc cháu TGH, sinh ngày 20 tháng 9 năm 2019, là học sinh lớp mầm non 4, trường mầm non Hồng Nhung, bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Bước đầu xác định khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, ông NVL, sinh năm 1965 ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ, cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, ông L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, ông L điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TDA là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, dẫn đến tử vong. Cũng trong ngày 30 tháng 5,
Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục Đào tạo về sự việc xảy ra tại trường mầm non Hồng Nhung 2. Trước đó, ngày 29 tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình báo cáo việc trẻ mầm non tử vong trên xe đưa đón học sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu Sở báo cáo thông tin về sự việc nêu trên về Bộ trước 12 giờ ngày 30 tháng 5, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành những công việc cần thiết để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Bình và nhà trường động viên chia sẻ hỗ trợ gia đình cháu bé, thực hiện các giải pháp để đảm bảo ổn định việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em của trường mầm non Hồng Nhung và các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn. Theo báo cáo của Sở gửi Bộ, trường mầm non Hồng Nhung 2, loại hình tư thục có địa chỉ trường tại lô 2021, khu tái định cư 62 hectare, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trường được thành lập năm 2022 do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình quyết định thành lập. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Bình cấp phép hoạt động, có tổng số lớp, nhóm trẻ là 12 lớp, nhóm với 272 trẻ. Giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là cô DTN, sinh năm 1998, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non. Cô NPT, sinh năm 1966, trình độ đào tạo đại học sư phạm mầm non. Nhân viên đưa đón học sinh là cô PQA, trình độ đào tạo trung cấp dược. Lái xe đưa đón học sinh là ông NVL. Ông L tham gia lái xe đưa đón học sinh từ ngày 22 tháng 5 năm 2024. Lý do người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới. Phương tiện đưa đón là xe ô tô 29 chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Sáng ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ em, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo thành phố Thái Bình, phối hợp chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Bình, chính quyền xã Phú Xuân, các cơ quan đơn vị để kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn, phối hợp với các đơn vị chức năng, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường mầm non tư thục. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học, trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện ô tô, chỉ đạo trường mầm non Hồng Nhung 2 làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường, không để ảnh hưởng đến các học sinh khác. Thăm hỏi hỗ trợ gia đình cháu bé tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô. Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sáng ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Thái Bình đã tới thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình của trẻ tử vong trong ô tô đưa đón học sinh đi học tại trường mầm non Hồng Nhung, cơ sở 2, có địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu đồng, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh trao hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành cũng trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình bày tỏ sẽ chia sâu sắc trước nỗi đau mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, đồng thời động viên người thân gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư cùng các bên liên quan phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang cho cháu bé được chu đáo, trọn vẹn. Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc nghiêm trọng đáng tiếc này. Liên quan tới vụ việc một cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường mầm non Hồng Nhung ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, dẫn tới tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự để điều tra làm rõ sự việc đau lòng này. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Thái Bình tiếp nhận tin báo của anh TDA, sinh năm 2004 ở xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về việc cháu TGH, sinh ngày 20 tháng 9 năm 2019, là học sinh lớp mầm non 4, trường mầm non Hồng Nhung, ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, dẫn đến tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.
Bước đầu xác định khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, ông NVL, sinh năm 1965, ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên trường mầm non Hồng Nhung đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, ông L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó điều khiển xe ô tô, đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý, thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TDA là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, dẫn đến tử vong. Cũng liên quan tới vụ việc đau lòng này, tối ngày 29 tháng 5, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Nhiều bí ẩn trong vụ án liên quan tới học sinh tử vong ở trường Gateway. Vụ việc trên đây không phải là trường hợp duy nhất, bởi trước đó có một số vụ trẻ bị bỏ quên thương tâm trên xe đưa đón. Năm 2019, sự việc chấn động dư luận khi một học sinh lớp 1 trường Gateway Hà Nội tử vong vì bị tài xế bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. Những người làm giáo dục, cộng đồng mạng bàng hoàng bởi đây là một tai nạn hy hữu xảy ra trong việc đưa đón học sinh, mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự tắc trách của những người liên quan. Sự việc được xác định xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019. Hôm đó, ông Doãn Quý Phiến, 54 tuổi, tài xế, lái ô tô cùng bà Nguyễn Bích Quy, 56 tuổi, người đưa đón học sinh, đi đón 13 học sinh trường Gateway. Trong đó có cháu LHL, 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway. Sau khi trẻ, cả hai bên đều không kiểm tra lần cuối nên không biết cháu L vẫn đang trong xe. Tại lớp học, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy đã điểm danh và phát hiện cháu L vắng mặt, nhưng không ghi sĩ số lên góc bảng, cũng không cập nhật kết quả vào hệ thống của nhà trường. Phải đến khi được nhắc nhở, bị cáo Thủy mới cập nhật lên hệ thống nhưng lại ghi nội dung bé L vắng có lý do. Chiều cùng ngày, cháu L được phát hiện bỏ quên trong ô tô và đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước khi nhập viện. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn của ba bị cáo Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến và Nguyễn Thị Thủy trường Gateway và công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch vận tải Ngân Hà, công ty Ngân Hà. Tại phiên phúc thẩm, đáng chú ý, công ty Ngân Hà, đơn vị thuê xe của bị cáo Doãn Quý Phiến xin rút toàn bộ kháng cáo vì lý do nhân văn. Quá trình diễn ra phiên phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt. Giữ quyền công tố tại phiên phúc thẩm vụ án vô ý làm chết người và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cái chết của bé LHL. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử áp dụng một phần tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Quy. Cơ quan tố tụng cho rằng bị cáo Quy và Phiến cùng với bị cáo Nguyễn Thu Thủy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Viện Kiểm sát cũng chấp nhận một phần đơn kháng cáo của ba bị cáo. Đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Quy 21 tháng tù giam, án sơ thẩm 24 tháng tù, bị cáo Phiến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vô ý làm chết người. Đề nghị phạt bị cáo Thủy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về phần dân sự, do công ty Ngân Hà đã rút kháng cáo nên Viện Kiểm sát không đề cập. Trong vụ án các bị cáo đều là lỗi vô ý, việc cho các bị cáo hưởng án cải tạo ngoài xã hội cũng đảm bảo tính chất xã hội riêng. Bị cáo Thủy có con nhỏ, là người lao động tốt nên cho các bị cáo hưởng mức án cải tạo ngoài xã hội cũng không gây nguy hại nên hoàn toàn có căn cứ. Tại phiên phúc thẩm, đại diện cho gia đình bị hại cũng đề nghị xem xét, giảm nhẹ cho các bị cáo. An toàn trên những chuyến xe đưa đón học sinh. Ngay sau những vụ việc trẻ em tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, có phụ huynh kể lại việc con chị 9 tuổi tỉnh giấc khi chiếc xe đưa đón đã được đưa về điểm tập kết ngoài ngoại thành. Con đã lớn nên tìm được cách thoát ra rồi nhờ sự giúp đỡ của mọi người để về được nhà. Những câu chuyện trên cho thấy khả năng bị quên là có thể xảy ra đối với bất kỳ học sinh nào. Theo thông tin từ báo tin tức,
Tại Hà Nội, cùng với sự phát triển nóng của các khu đô thị là sự đòi hỏi bức thiết về trường học. Vì nhiều lý do, có những gia đình chấp nhận đi xuyên cả thành phố để con được học trong ngôi trường ưng ý. Thậm chí có những trường tư thục rời địa điểm ra khu vực cận đô, cũng không thiếu học sinh là người sống trong các quận nội thành. Chính vì vậy, mỗi ngày, Hà Nội có đến hàng nghìn chiếc xe đưa đón học sinh. Để được đi học trong môi trường đã được cha mẹ chọn, có những học sinh, thậm chí ở lứa tuổi mầm non, mỗi ngày phải di chuyển trung bình từ 40 đến 80 km. Một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ, trung bình mỗi ngày con gái tôi, 3 tuổi, di chuyển bằng xe buýt của trường hơn 50 km. Tôi cũng lo lắng, tuy nhiên cũng cần phải đặt niềm tin vào cách quản lý của trường, nơi con mình theo học. Trên chuyến xe, các thầy cô cũng dạy các con tinh thần chia sẻ. Các anh chị lớn hướng dẫn các em bé hơn khi lên xuống xe. Chị NTH, một phụ huynh, từng quyết tâm cho con học tại một trường cách nhà hơn 1 giờ chạy xe ô tô, cho biết mỗi sáng, nhất là mùa đông mưa rét, chở con co ro đến điểm đón cách nhà hơn cây số, rất thương. Nghĩ đến chặng đường dài con phải đi để tới trường, một mình trên xe, chưa kịp ăn sáng và ngái ngủ, càng xót. Nhưng dù sao việc đi học trên xe buýt cũng an toàn hơn chở con xe máy trong điều kiện giao thông hiện nay. Bản thân chị H và gia đình trong thời gian đầu cũng đi theo xe của con hàng ngày, tận mắt chứng kiến cảnh trên chiếc xe 35 chỗ các cháu nhỏ nhường nhịn nhau. Cô giáo thuộc tính nết từng em nhỏ và số điện thoại người đưa đón nên đã yên tâm gửi con đi học. Tuy nhiên chị cũng cho biết, trong một lần đi thử cùng con, chị chứng kiến cảnh xe bị nổ lốp giữa đường cao tốc. Chặng đường khá xa, tần suất đi lại trên đường cao. Trong thời gian kéo dài nhiều năm, không thể nói trước được điều gì. Nếu không may xảy ra chuyện gì, chỉ 2-3 người lớn trên xe chắc chắn sẽ khó hỗ trợ được hết cho hơn 30 cháu nhỏ. Chị H cho biết lý do đành cho con học trường công ngay cạnh nhà để không phải đi xe buýt của trường nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Phương Ly cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ đến quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!